Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 2, trang 25 đến trang 27, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 12, danh sách học sinh. Câu số 1. Dựa vào bài đọc, đánh dấu tiếp vào ô trống trước các ý đúng. A. Bảng danh sách có tác dụng gì? Nhìn vào danh sách biết được số lượng học sinh. Theo bảng chữ cái, dễ tìm tên người trong danh sách, biết được thông tin của từng người, ví dụ tên, truyện, đăng ký đọc. Giúp học thuộc bảng chữ cái nhanh nhất. Như vậy, bảng danh sách có tác dụng gì? Thì các em sẽ dựa vào bài đọc trong sách giáo khoa để lựa chọn các ý đúng. Thì ở đây, khi mà chúng ta dựa vào bài đọc trong sách giáo khoa thì chúng ta thấy bảng danh sách có tác dụng đó là nhìn vào danh sách biết được số lượng học sinh. Rồi theo bảng chữ cái, chúng ta dễ tìm người trong danh sách, biết được thông tin của từng người, ví dụ tên, truyện, đăng ký đọc. Như vậy thì các em sẽ đánh dấu tiếp vào ô nhìn vào danh sách biết được số lượng học sinh. Theo bảng chữ cái để tìm tên người trong danh sách, biết được thông tin của từng người, ví dụ tên, truyện, đăng ký đọc. Tiếp theo câu B, tên học sinh trong bảng danh sách được sắp xếp như thế nào? Theo thứ tự trong bảng chữ cái, theo tên, truyện, đăng ký đọc, theo các nhóm học tập. Thì ở trong cái bài đọc trong sách giáo khoa thì tên học sinh trong bảng danh sách được sắp xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái. Như vậy thì các em sẽ đánh dấu tiếp đó là theo thứ tự trong bảng chữ cái. Rồi tiếp theo câu số 2 nhỏ là viết từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng G đơn hoặc là G ghép dưới hình. Thì các em sẽ quan sát kỹ các hình ở dưới đây và viết từ ngữ tương ứng. Chú ý từ phải có tiếng bắt đầu bằng G đơn hoặc là G ghép. Thì các em thấy ở đây, cái hình đầu tiên đây là ghế, bàn ghế, thì các em sẽ viết đó là bàn ghế. Còn đây là cái ghim, thì cô bắt đầu bằng G ghép, bàn ghế thì bắt đầu bằng G đơn, con gà thì là G đơn. Rồi tiếp theo số 3, chọn A hoặc B. A. Điền sờ hoặc sờ, rồi viết lời giải câu đố. Giữa đám lá mượt. Mượt như thế nào? Giữa đám lá mượt. Mượt xanh. Giữa đám lá mượt xanh. Các em sẽ điền là sờ. Treo từng chùm chuông nhỏ, trắng, xanh và hồng đỏ. Tức là trắng, màu xanh và hồng đỏ. Như vậy thì các em điền là sờ, trắng, xanh và hồng đỏ, bừng sáng cả vườn quê. Bừng sáng, sáng ở đây là ánh sáng, thì các em sẽ điền là sờ, bừng sáng cả làng quê, cả vườn quê. Thì đây là quả roi. Rồi cầu gì không bắc ngang sông, tức là con sông. Cầu gì không bắc ngang sông thì các em sẽ điền là âm sờ. Không trèo qua suối mà chồng lên mây. Không trèo qua suối, con suối thì các em sẽ điền là sờ. Không trèo qua suối mà chồng lên mây là cầu vồng. Như vậy các em sẽ điền là câu A. Giữa đám lá mượt xanh, treo từng chùm chuông nhỏ, trắng xanh và hồng đỏ, bừng sáng cả vườn quê là quả roi. Cầu gì không bắc ngang sông, không trèo qua suối mà chồng lên mây là cầu vồng. Rồi tiếp theo câu B là đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm, tức là trên chữ màu xanh ở đây các em sẽ đặt dấu hỏi hoặc là dấu ngã. Thì các em
đọc kỹ và các em đọc kỹ các đoạn thơ và các em điền vào cho thích hợp. Mắt của ngôi nhà, thì của ở đây các sẽ đặt là dấu, dấu hỏi, là những ô cửa. Những ô cửa thì những ở đây các em sẽ đặt là dấu ngã, ô cửa các em sẽ được đặt là dấu hỏi. Hai cánh khép mở, mở thì ở đây các em sẽ đặt là dấu hỏi, như hai hàng mi. Môi mỗi khi người đi, mỗi khi thì các em sẽ là điền là đặt là dấu ngã, mỗi khi người đi. Mắt buồn ngủ miết, người về mắt vui, thức không biết mệt, theo Đặng Văn Hưng. Như vậy các em sẽ điền là đặt là mắt của ngôi nhà là những ô cửa, hai cánh khép mở như hai hàng mi. Mỗi khi người đi, mắt buồn ngủ miết, người về mắt vui, thức không biết mệt, theo Đặng Văn Hưng. Rồi tiếp theo là câu 4, viết tên đồ vật dưới mỗi hình. Thì các em quan sát ở đây các hình và viết tên đồ vật tương ứng với mỗi hình ở dưới đây. Thì các em thấy hình đầu tiên các em quan sát đây là cái bảng. Như vậy các em sẽ viết là cái bảng. Rồi đây là đèn học, đây là quyển sổ. Rồi đây là ghế đá, cái trống và thùng rác. Như vậy các em sẽ điền là cái bảng, đèn học, quyển sổ, ghế đá, cái trống, thùng rác. Rồi tiếp theo câu số 5, viết câu nêu đặc điểm của một đồ vật ở trường lớp. Ví dụ thân trống nâu bóng. Như vậy thì các em sẽ viết một câu nêu đặc điểm của một đồ vật ở trường ở lớp. Thì các em lựa chọn một đồ vật nào đó ở trường ở lớp và chúng ta sẽ viết câu nêu đặc điểm của đồ vật đó. Ở đây thì người ta ví dụ thì thân trống bằng nâu bóng. Thì ngoài thân trống thì chúng ta có những cái đồ vật ở trong trường lớp đó là cổng trường nè. Cổng trường thì màu xanh, viên phấn thì trắng tinh, thước kẻ thì như thế nào, thẳng tắp. Thì đó là một số cái đồ vật ở trong trường và lớp của các em. Thì ở đây cô ví dụ là cổng trường màu xanh, viên phấn trắng tinh, thước kẻ, thẳng tắp. Thì đây là những cái câu nêu đặc điểm của đồ vật ở trường, ở lớp. Rồi tiếp theo là số 6, đọc các bản đăng ký của các bạn tổ 2 lớp 2C dưới đây. Câu lạc bộ bơi lội, Lê Minh Đức, Đỗ Kim Liên. Câu lạc bộ cờ vua, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Hà, Hà Văn Quang. Câu lạc bộ võ thuật, Phạm Thị Ban, Ngô Văn Kha, Vũ Duy Nam. Như vậy thì ở đây các em sẽ đọc các bản đăng ký của các bạn tổ 2 của lớp 2C. Thì các em quan sát và các em đọc bản đăng ký. Thì các em quan sát thì các em đọc có thể đọc là câu lạc bộ bơi lội có hai bạn đăng ký là Lê Minh Đức, Đỗ Kim Liên. Câu lạc bộ cờ vua có ba bạn đăng ký là Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Hà và Hà Văn Quang. Câu lạc bộ võ thuật có ba bạn đăng ký là Phạm Thị Ban, Ngô Văn Kha và Vũ Duy Nam. Rồi tiếp theo câu số 7, dựa vào thông tin ở bài tập 6, hoàn thiện bản danh sách dưới đây. Số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, họ và tên Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Phạm Thị Ban, Lê Minh Đức, câu lạc bộ cờ vua, võ thuật, bơi lội. Như vậy thì các em sẽ dựa vào để làm được cái câu này, để các em hoàn thiện cái bản danh sách ở dưới đây. Thì các em sẽ dựa vào cái bản thông tin và bản đăng ký ở bài tập 6 để mà chúng ta hoàn thành cái danh sách này. Và các em chú ý là sắp xếp tên các bạn theo thứ tự bảng chữ cái. Tức là các em sẽ sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái. Thì đầu tiên là bạn Phương Anh là chữ đầu tiên của bảng chữ cái là chữ A. Rồi tiếp theo Phạm Thị Ban là chữ B. Đó thì các em sẽ
dựa vào cái thông tin bạn đăng ký ở bài tập 6 để chúng ta hoàn thành cái danh sách này. Chú ý là viết tên các bạn theo thứ tự bảng chữ cái. Thì các em sẽ trình bày như sau. Số thứ tự từ 1 đến 8 thì có họ và tên. 1. Nguyễn Phương Anh, cờ vua, câu lạc bộ cờ vua. 2. Phạm Thị Ban, võ thuật. 3. Lê Minh Đức, bơi lội. 4. Nguyễn Thị Hà, cờ vua. 5. Ngô Văn Kha, võ thuật. 6. Đỗ Kim Liên, bơi lội. 7. Vũ Duy Nam, võ thuật. 8. Hà Văn Quang, cờ vua. Như vậy thì các em thấy ở đây tên của các bạn được sắp xếp theo đúng các bạn chữ cái. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 2 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.